hàng trăm người đã thành công và bạn sẽ là người tiếp theo. Không có ngon ăn như vậy đâu. Bên Duy đã hướng dẫn hơn 1.000 người trên đất nước Việt Nam này khởi nghiệp với mô hình bánh mì này. Nhưng hiện tại bây giờ chỉ còn 50% số người đó thành công. Thì tỷ lệ ở đây là 50-50. Cũng đã có hàng trăm người thành công và cũng đã có hàng trăm người rời bỏ cuộc chơi. Sau 10 năm kinh doanh của Duy thì Duy đúc kết ra một điều: ai là người kiên trì hành động tới cùng, luôn luôn tìm cách học hỏi cải tiến thì người đó sẽ là người chiến thắng. Anh em nhá, nhớ kiên trì làm tới cùng. Có mỗi cái xe bánh mì không mà bán tới 30 mấy triệu. Bên Duy không phải là bán mỗi cái xe bánh mì không. Bên Duy bán cho anh em một mô hình kinh doanh đã được chứng minh là thành công. Đây, mô hình kinh doanh đã được chứng minh là thành công. Tại vì sao nó gọi là mô hình kinh doanh đã chứng minh thành công? Bởi vì bên Duy đã có 500 cửa hàng ngoài thị trường đang kiếm được tiền rồi. Và bên Duy chia sẻ cho anh em 10 năm kinh nghiệm của mô hình bánh mì này. Tất cả những kiến thức như chọn mặt bằng, tạo ra sản phẩm hay là sao marketing cửa hàng, toàn bộ những kiến thức đấy sẽ được truyền cho anh em hết. Nên anh em không phải là mua một chiếc xe bánh mì không, mà anh em được sở hữu ngay một cái mô hình kinh doanh thành công. Nên nó mới có giá là 35 triệu. Gần 10 năm kinh doanh bánh mì của Duy thì Duy phát hiện ra một điều cực kỳ quan trọng. Nhiều anh em bảo vị trí mặt bằng, marketing, rồi đối tượng khách hàng ngắm tới, tất cả những thứ đó hoàn toàn vô nghĩa nếu sản phẩm của anh em không tốt, không chất lượng. Sản phẩm tốt ở đây là gì? Sản phẩm phải đánh đúng đối tượng khách hàng tiêu. Ví dụ như bánh mì của bên Duy sẽ có người thích và có người không thích. Thì đối tượng khách hàng của bên Duy ngắm tới là ai? Là học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng. Thì mình phải thiết kế ra cái sản phẩm làm sao cho cái đối tượng khách hàng đó ăn cảm thấy cực kỳ là ngon và hấp dẫn đối tượng khách hàng đó. Thì anh em bảo là mang cái bánh mì này đi bán cho công nhân có được không? Không, công nhân sẽ không ăn bánh mì của bên Duy nhá. Hoặc là có ăn nhưng mà tỷ lệ rất là ít, bởi vì bên Duy thiết kế cái sản phẩm bánh mì này ra để phục vụ cho học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng. Qua đây thì đúc kết lại một điều là sản phẩm phải ngon với đúng đối tượng khách hàng mục tiêu anh em ngắm tới. Ok anh em nhá. Một lời nhắn nhủ với những anh em đang muốn khởi nghiệp: nếu muốn làm thì hãy làm ngay đi. Mình làm sớm thì có kết quả sớm. Và nếu không may có thất bại thì mình học được bài học. Làm ngay và luôn. Ok anh em nhá.